ngày thứ 28 chị Play Together sẽ như thế nào? Let's go. Ok, bây giờ mở hộp thư đến chú. Trời, quá nhiều người tặng quà luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ lướt qua yêu cầu kết bạn và chọn ra một bạn thường xuyên bình luận trong YouTube của mình để kết bạn mới nha. Ok, ai đây? Ai sẽ là ngày may mắn hôm nay? Ok, kéo lên kéo xuống. Bây giờ có 80 lời kết bạn. Sẽ kết bạn những người bạn đặc biệt nào thường xuyên comment mình đây. Rồi, thấy rồi. Chú vẹt xanh, chúc mừng bạn nha. Chúc mừng chú vẹt xanh. Bây giờ mình sẽ tặng một món quà quý cho một người bạn mới nha. Để coi hôm nay ai may mắn đây. Thấy luôn, chú vẹt xanh luôn. Ok, gửi nha. Ok, nhắn tin cho bạn đây. Tặng cho em nha. May mắn, dễ thương của ngày hôm nay. Ok, quan nhân Play ký tên nào? Ok, bây giờ chọn một món quà dễ thương xinh xắn, nhiều tiền và có giá trị nha. Để coi. À, cái mặt này dễ thương nè, 600 tiền sao nha. Tặng cho bạn luôn. Ok, cảm ơn bạn đã thường xuyên comment trong YouTube của anh. Bạn là người may mắn ngày hôm nay. Các bạn muốn làm người may mắn thì các bạn nhớ comment bên dưới nha. Bây giờ mình sẽ xóa bớt bạn để mình có thể kết bạn mới nha. Những người bạn nào không comment trong YouTube của mình xóa bớt nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại lần tới. Yeah, bây giờ làm cái gì tiếp đây? À, trời ơi, nhiều bạn dễ thương quá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nhân nha. Rồi, bây giờ làm cái gì đây nè? À, vào game thôi. Ok, hôm nay mình sẽ leo tháp nha. Tháp này là tháp vô cực, cho nên nó vô cực, nó không có đích đến, cho nên mình leo hoài, mình không biết đích đến là gì và mình cũng chưa từng thắng cái trò này. Cái gì mà nó khó gì đâu luôn đó các bạn ơi. Trời ơi, có bạn nào chơi được trò này chưa? Chỉ cho mình, hướng dẫn cho mình với. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy lên cao là nhảy trước quốc, là té xuống liền. U cái đầu liền. Hay, có bạn nào chinh phục được kỷ lục tháp vô cực chưa? Chỉ cho mình cách với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, nhảy nào, tránh đường cho tôi nhảy coi, tránh đường. Ơ, chuẩn bị nhảy lên được cục cao nhất nè. Ha ha ha, nhảy lên được rồi. Ủa, rồi bây giờ nhảy cục nào đây? Quá trời cục trước mặt mình luôn, chóng mặt quá. Ấy, trên cao chóng mặt quá, bây giờ làm cái gì nữa đây các bạn? À, chỉ cho mình với. Trời ơi, bây giờ mình phải suy nghĩ. Trời ơi, sợ độ cao quá, bây giờ làm cái gì nữa đây các bạn? Sợ quá đi. Rồi, bây giờ chọn một cục nhảy xuống nha. Trời ơi, cao quá đi. Rồi, xong rồi, lại nhảy từ đầu nữa. Có bạn nào chơi cái này giỏi không? Có thể comment chỉ cho mình được không? Một nè, chuẩn bị nè, làm lần hai, chuẩn bị lần ba nha, tủm, chuẩn bị lần bốn, tủm. Ồ, lên được cục cao nhất rồi. Bây giờ đến cái khúc này khó quá, mình nên nhảy qua cục nào đây? Rồi sao bạn kia bạn nhảy xuống được vậy? À, lại thua nữa rồi, tức quá đi. Thôi khoan, bực bội quá, chơi chút hồi nóng đập máy luôn quá. Rồi tiếp tục nha, bây giờ ra khỏi cái tháp vô cực này mình sẽ làm gì đây? Chạy. Ý, có kẻ thách thức hả? Ồ, bạn thách thức gì vậy? Ồ, bên kia có cái gì lạ vậy ta? Ồ, trời, cái gì vậy? Tảng đá hả? Thấy đá là phải lấy cây cuốc chim ra. Một đập nào, bấm bấm bấm. Ủa sao không dính gì vậy? Ủa, cái tảng đá này sao mình đục vô nó không có dính gì vậy ta? Sao kỳ vậy? Không dính gì cả. Hú, là sao? Là sao? Ủa, cái cây bên đây, cây này bị gì vậy? Cái cây này sao có con mắt và nó chuyển động thì ghê quá vậy nè. Giống trong trường kinh dị vậy. À, được nè, cuốc luôn, cuốc tới tóc luôn. À, mi là cây yêu cây ma đúng không? Được rồi. Ồ, đánh bại quái vật. À, hợp cây, hợp quái vật cây hả? Thì ra cái cây này là quái vật đó các bạn. Lạ ha, trong game Play Together cũng có những cái quái vật nữa ha. Lần đầu tiên mình biết luôn đó. Nếu đã gặp quái vật rồi thì mình xăng tay áo lên tấn công chúng đi nào. Tủm tủm tủm, cuốc nào các bạn ơi. 500 anh em tập hợp cùng với Nhân. Ồ, đánh bại được nó rồi, hợp quái vật cây. Yeah, cảm ơn các bạn đồng hành cùng Nhân nha. Bây giờ mình sẽ mở cái gì đây? Hộp thư hả? Cảm ơn các bạn đã tặng quà cho mình nha, dễ thương quá. Bạn nào mà có tên trong hộp quà thì các bạn nhớ comment nick bên dưới nha, để Nhân nhớ tên các bạn và tặng quà lại may mắn cho các bạn sau nha. Yeah, bây giờ mình đi đâu đây anh? 500 anh chị em ơi, chở anh đi đi, chở anh đi câu cá đi nào. Có ai có xe không? Xe tải, xe máy bay, đổ chở anh đi. Nên đi đâu anh? Đi câu cá đó. Ok, có cái cuốc nè, có ai chở anh không? Ô, xe đảo vậy, xe hai bánh hả? Ủa nhưng mà leo lên đâu? Sao leo lên được? Xe hai bánh này không leo lên được, không có chỗ cho anh leo lên. Làm sao vậy? Kỳ vậy. À, không biết. Ý, tặng đá này kìa. Đã thấy đá thì còn làm cái gì nữa? Ủa, bây giờ lấy đá đi, lấy cuốc đi, cuốc nào, cuốc. Ủa, sống chúng ta. Ủa, sao đá chỗ này mình cuốc không được? Ủa, là sao? Không hiểu. Ừ, kỳ vậy, đá khúc này kỳ vậy ta. Mình hình như mình đang ở trong khu côn trùng thì phải. Rồi, bây giờ ai chở tôi đây? Ai chở tôi? Có bạn kia có cái chổi giống Harry Potter vậy các bạn, phù thủy Harry Potter. Ý, xe hơi đến rồi, cảm ơn nha. Ủa, mới thấy xe hơi đâu? Ủa, giờ mình bay lên khinh khí cầu luôn rồi. Wow, khinh khí cầu này hơi bị đã nha. Đi câu cá em ơi. Yeah, trời, khinh khí cầu đẹp quá này, chắc mắc tiền lắm đó. Không biết chừng nào anh Nhân mới đủ tiền sao mà mua khinh khí cầu này nữa.
Trời ơi, bây giờ kìa, quái vật xuất hiện. 500 anh em ơi, tụ họp với anh tấn công con quái vật này nào. Wow. Ủa mấy cái này là cái gì vậy ta? Thôi đâu có cần đâu. 500 anh em tấn công con quái vật, lấy cái cuốc ra, vũ khí đâu? Trên tay tấn công nó. Yeah, sao thua? Ôi quá trời, bạn cùng tấn công với mình luôn. Quá đã luôn, tự nhiên thành cuộc chiến game sinh tồn luôn các bạn ơi. Tấn công. Ủa không dính gì cả là sao? Ủa đúng rồi mà. Đúng rồi, được rồi. Trời ơi, cái cây này nó dữ quá, nó gào. Wow, phần thưởng kìa. Quá đã luôn. Yeah, trời ơi, lần đầu tiên được chiến đấu trong Play Together cùng với các bạn, vui quá ha. Mình tập hợp thành một đội quân luôn, tấn công được nó rồi. Đây, còn một cây đây. Ủa sao hôm nay xuất hiện nhiều cây quái vật quá vậy? Có bạn nào đang xem biết lý do mà quái vật xuất hiện trong Play Together không? Ôi, lần đầu tiên mình biết luôn nha. Ồ, game bắt đầu nâng cấp được nhiều cái vui rồi đó. Yeah, tấn công nào, cố lên, nhanh lên, mở phần quà. Ủa mà mấy cái hộp quái vật cây này để làm cái gì vậy các bạn có biết không? Ý, ý chú vẹt xanh kìa, anh mới kết bạn kìa, bạn ấy xuất hiện rồi kìa. Ha ha, tấn công cùng với anh đi nào. Ồ, bạn đó ở ngoài cổ vũ hả? Cố lên nha. Cái cây này mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ để mình tiêu diệt quái vật nha. Yeah. Tấn công 1 2 3 4 5 6 7, bấm liên tục nào. Ô yeah, trời đã quá đi. Ô đã, anh ơi leo tháp đi anh hả, đang quýnh quái vật mà sao leo được. Ơ nãy mới leo kìa, thất bại rồi mới ra đây quýnh quái vật đó. Ok, tiếp tục nào các bạn ơi, hành trình của chúng ta hôm nay có một điều mới lạ nha, rất là thú vị. Thì giờ rất nhiều bạn cùng chơi với nhân luôn, thích quá đi. Trời sao con quái vật này như con chúa hay sao, đập nó nãy giờ mà nó không tiêu diệt được nó. Wow, khó quá vậy ta. Mỗi tay quá đi. Nãy giờ bấm cả 1 phút rồi mà vẫn chưa tiêu diệt được nó luôn. Ô, bây giờ mình làm cái gì tiếp theo đây? Yeah, cụn. Nhận phần thưởng. Ủa mấy cái hộp quái vật cây này để mình làm gì ta? Mình làm gì với cái hộp quái vật cây này mình chưa có biết luôn đó các bạn ơi. Tấn công nó đi nào. Wow, có bạn nào đã đánh quái vật chưa? Các bạn nhớ comment trên nick bên dưới để anh Nhân nhớ các bạn kết bạn. Các bạn chúng ta sẽ lập hội đi tiêu diệt quái vật trong Play Together nha. Yeah, trời quái vật ơi, bị chết đi. Nãy giờ mà đánh hoài mà không thua. Trời ơi, con quái vật này nó hành tinh rồi. Ai, chở anh đi câu cá đi, anh mỏi tay quá rồi. Yeah. Trời ơi, bấm cũng hết nổi rồi nè. Hơi, ui, có xe rồi. À, được rồi, chở anh đi câu cá đây. Làm ơn. Lên xe nào, cất cái cuốc vô. Chuẩn bị nha, 1, 2, lên xe. À, đi em ơi, câu cá. Đúng rồi. Cá ơi, ta đến với My đây. À, ta cần đi bán cá. Ồ, quẹo. Trời ơi, sao bạn này bạn nhớ đường hay quá vậy ta? Anh không có nhớ đường luôn đó nha. Rồi, bây giờ đi đâu đây? Bây giờ mình ra khỏi cái khu côn trùng rồi. Bây giờ mình sẽ đi đến câu cá là ở bãi biển đúng không? Ok, mèo lon ton ơi, đi với anh nào. Ồ, lên xe. Nhanh lên em ơi, đẩy hết ga luôn. Tới nào. Cẩn thận coi chừng đụng ta nha em. Rồi, đến nơi rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Bây giờ mình lấy cần câu ra, mình câu cá thôi. 1, 2, 3, tẩm. Ok, cá ơi, cảm ơn bạn nha, đã chở mình ra bãi biển nha. Bây giờ không biết có hôm nay mình có may mắn mình câu được cá mập hay là cá voi không ta. Hình như gần bãi biển thì sẽ không có cá mập cá voi đúng không các bạn? Hình như cái con cáo gì B6 mà các bạn hay nói, không biết anh Nhân chưa từng gặp con cá B6 luôn. Ok, yeah, một ấy, kéo lên. 1, 2, 3, chuẩn bị kéo. Đúng rồi, á, giật lên nào. Wow, 28 cm, tuyệt vời. Tiếp tục nha. Vui quá đi các bạn ơi. Có bạn Thảo X Melody luôn kìa, bạn Đào yêu kìa. Trời ơi, quá trời bạn dễ thương luôn. Chào nào. Ôi trời ơi, có cây tiên nữa kìa. Nhớ comment kênh YouTube của anh Nhân nha, để ủng hộ anh Nhân làm clip nha. Kéo lên nào. Tụm. Ô, 3 cm, quá nhỏ. Ok, em chào anh Nhân. Anh Nhân chào em nè. Chuẩn bị nha. Trời ơi, sao các bạn phát hiện ra mình trong game hay quá vậy ta? Bộ mình chơi game rồi các bạn thấy được tên mình hả ta? Mình là Quang Nhân Play đó. Con cá này bự nè. Chuẩn bị kéo lên nha. Kéo lên. Trời ơi, kéo không kịp rồi. Cố lên nào. Trời ơi. Cố lên nha. Ui, các bạn đến đông vui quá ha. Ý, anh quay kìa. Đúng rồi, anh đang quay nè. Để cho các bạn cùng lên TV cùng chung với anh nè. Nhớ comment đến, nhớ tên nick các bạn. Các bạn nào anh chưa kết bạn thì cũng nhớ comment nha. Kéo cá lên nào. Ô, 42 cm, tuyệt vời. Vui quá các bạn ơi. Rồi, yeah, bây giờ đi bơi đi, tôi muốn đi bơi. Trời ơi, tôi muốn bung xõa. Hôm nay chủ nhật mình đi bơi đi. Hôm nay chủ nhật thì các bạn sẽ làm gì? Ngày nghỉ các bạn làm gì? Yeah, các bạn có thể comment ngày nghỉ các bạn thường làm gì cho anh Nhân biết được không? Các bạn thích làm cái gì? Các bạn vui nhất là ngày nghỉ các bạn sẽ làm gì? Chủ nhật làm gì nào? Ô, bơi, ý, cái này là cái gì ta? Hình như là ngọn hải đăng hả? Ôi, ai bơi tàu kế bên mình có chừng đụng tôi nha. Đụng tôi báo cảnh sát. Ủa mà tôi cũng đang là cảnh sát nè.
Ok, ồ, ngọn hải đăng này thú vị ha. Các bạn ơi, lại đây ngắm ngọn hải đăng với anh nè. Ồ, vui quá ha. Các bạn ơi, nhớ comment trong YouTube anh cho anh một like, một subscribe và ấn vào chuông đăng ký nha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều ha. Còn bây giờ thôi, anh ao nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha, được chưa? Anh ao nha. Dễ thương như các bạn tập hợp đông đủ ghê, love on. Ok, rất cảm ơn các bạn đã xem clip chơi Play Together ngày thứ 28 của anh Nhân. Nhớ cho anh một like, một subscribe và ấn vào chuông đăng ký nha. I love you.